Rồi chưa nên lên cái máy chở đất hay khối nha anh em ơi. Về cho ông anh ở Tân Hưng Long An nha. Xe này thì anh trai đang đi làm công trình. Đang làm công trình ha. Xe lắp mặt bằng rồi đó bà con. Với lại đi chở ba cái cừ tràm gì lum la hết. Trai qua ủng hộ cũng lẹ lắm, không có kịp quay chụp hình gì hết trơn á. Lên xe luôn ha. Đây thùng đó đây. Rồi rớt thùng nhất luôn. Quá trời dính. Đi 3 khúc nha anh em. Thùng đó nè. Thùng đây bà con. Lên cái gì? Đẻ cái thùng nhất luôn. Bây giờ cho lên xe. Gì? Dạ. Cái gì? Ờ đúng rồi. Rồi ok lên xe thành công rồi. Rồi cảm ơn mấy anh em ở Tân Hưng nhiều nha. Bà con nhà mình cần xe gì thì cứ liên hệ mấy anh em hiểu tiền, cảm ơn anh em rất nhiều.